lên rồi cha mới quay. Nó kìa chân nó chạm nó kìa. Chạy vòng dưới lên chấm quay bấm lại đi. Rồi xin chào các bạn nha. Chào cảm ơn các bạn đến với kênh Núi Khỉ Vi Ba. Xin chào đại gia đình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục review cho mọi người xem cảnh Núi Khỉ Vi Ba nha. Mình là cách chiến đại. Hôm nay mình sẽ làm cho mọi người một cái kênh, đó chính là kênh Núi Khỉ V3. Hôm nay mình sẽ làm nha. Thì mọi người biết kênh gì không? Mình sẽ làm kênh Buổi Trưa Có Những Chú Khỉ. Giờ thì tiếng Hàn. Thank you.
Rồi Kiến ơi, xích vô xe con. Con đừng có đụng cái chân này. Con đi nhìn người ta nói chân mà. Chạy cho nó chạy, cho đây. Hả? Chưa được vô hả? Đâu có, cứ vô thôi. Dạ. Có nè, đó giờ nói gì nói đi. Ủa sao cho em dưới đây hoài vậy, trong quay lên trên. Đó giờ đang quay trên nè. Lên kinh chúa. Thôi. Người ta quay thì người ta phải lên kinh chúa chứ. Chạy xuống dưới đi rồi chạy lên. Cha phải bấm lên đầu chứ. Ôi cần gì bấm. Hello, hello. Rồi, hello, hello nữa. Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Giờ mình là giỡn trời mọi người đó. Chó chó xe lên kia. Nha, vậy cha mình quay luôn rồi, chưa kịp nói á, rồi xin chào nữa. Tao sẽ vô nhà nha mọi người. Ôi, lấy đậu. Rồi. Tối về mở YouTube coi nha, nãy giờ quay nha. Chào các, chào các. Ai đó. Đến khỉ à, chứ có khỉ về tối mở YouTube lên. Con gia đình mình là ở Sài Gòn hả con? Dạ, Đồng Tháp. Đồng Tháp. Đồng Tháp. À. Thank you.
bình thường thôi, ở đó luôn. Chào bác Tài nha. Hai đứa con bác Tài. Ok, hai đứa hai con bác Tài. Là xuống sáng tới giờ là ở đây Vũng Tàu luôn hay là mới xuống Vũng Tàu? Sáng giờ ở bãi tắm khoảng. Ờ. Giờ tắm xong mới lên đây. Tắm xong mới lên chùa Thủy. Rồi rất tham quan. Đi con đi. Chào biết rồi. Lớn luôn kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, nhấn like, nhấn subscribe để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào video sau nha.
chào tạm biệt.